Xin chào các tín đồ của Mobilet. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại theo dõi kênh của mình. Hôm nay là Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022 và chúng mình đang chuẩn bị lên đường đi Củ Chi dự sinh nhật câu lạc bộ Honda 67 Sài Gòn. Let's go. Hẹn nhau 8:30 sáng tập trung ở ngã tư An Sương, sau đó bắt đầu đề ba đi về Bình Dương và dần qua Củ Chi. Do đây là con đường mới thôi, không phải là mới gì, nhưng mà chúng tôi đây là lần đầu tiên đi con đường này, đi Bình Dương qua Củ Chi, cho nên là không ai biết đường cả. Anh Hoàng là người dẫn đường cho chúng tôi trong ngày hôm nay. Anh Hoàng là admin của group Mobile Shop Thủ Đức. Đoạn đường này khoảng tầm chừng 52 cây số tính từ nhà chúng tôi là tiệm sư phụ Ali Mobilet số 61 đường Trần Thủ Độ, mất khoảng độ 52 cây số để mà đi xuống dưới Củ Chi. Trong chuyến đi này thì chúng tôi không có đăng ký vô giao lưu cùng với những anh em Honda 67 Sài Gòn, mà chỉ đến uống cà phê, chụp ảnh, giao lưu kỷ niệm. Sau đó thì sẽ đi ăn bò tơ, uống nước mía vườn câu rồi về, chứ không có vô dự tiệc. Hình ảnh mà các bạn đang xem đây được quay bằng con camera hành động SC3 của hãng Tecam, tôi vừa mua của Sóng Channel với giá là 3.199.000. Các bạn xem qua cho mình biết đánh giá về chất lượng hình ảnh nha. Đối với mình thì ở mức độ chống rung thì con này nằm ở mức khá, vẫn còn rung đó, nhưng mà tạm ổn, ổn hơn so với mình quay bằng điện thoại hoặc là những cái con camera hành trình giá rẻ khác. Về màu sắc thì mình nhận xét là đẹp, khi mà đủ sáng thì màu sắc rất là rõ ràng. Đến nơi rồi các bạn ơi, mất độ 1 tiếng rưỡi để di chuyển từ nhà ra đến đây, khá là vui. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh em đông đủ như vậy. Hôm nay đoàn mình đi thì có 10 người và 9 xe.
Đó, tôi quay nhanh cho các bạn coi về những chiếc xe Honda đến tham dự sinh nhật của câu lạc bộ Honda 67 Sài Gòn trong đợt này. Rất là nhiều, xe nào cũng đẹp cả, mỗi một người chơi xe có một phong cách riêng và chiếc xe nói lên phong cách đó của họ. Quá là đẹp. Anh em Mobilet đã tới Củ Chi. Dạ. Chú Sáu dinh tóc dài. Cái áo 208 là dinh tóc dài. Chú Tám tiện. Áo đỏ là 2008, áo này là 2021. Ủa, tính ra cái áo này của em là 2018 chứ đúng không? Lúc mà mấy ông đi Tây Bắc in. Rồi. Anh em đang sắp xe chụp hình chuẩn bị đi qua bên đi ăn trưa. Lên Củ Chi là chắc chắn thịt bò rồi. Chín xe, 10 người. Honda 67 Sài Gòn chào mừng sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập. 26 tháng 8. Trả tiền rồi chứ bộ ơi. Chiếc cua bắp huyền thoại à. Đây, xe phụ là đặc biệt, có xe phụ đặc biệt của bộ bây giờ dân ngang ra cho người ta thấy hết. Rồi, trong xe không có chụp người không? Có với người đứng sau xe. Rồi chú Sáu có chụp lẻ chú Sáu rồi chụp trước đi vậy. Chiếc áo đầu tiên của câu lạc bộ Mobilet. Lúc đó là Mobilet offline.vn đúng không ta? Mobilet.vn. Nguyên văn đó cho tao thì em đang ghi âm mà. Bây giờ là 11:40. Chúng tôi đã có mặt ở quán Bảy Biển Bò Tơ Lẩu Phở Củ Chi. Cô bên của anh Hoàng. Bò tơ
Rồi. Xe nó lưng này nè. Đổ không? Chú Sáu kể lại con nghe cái câu chuyện rồi tại sao mà Củ Chi nổi tiếng bán bò. Tại vì con bò lên đây nó sợ đất mà đất cày nó sỏi đá nó ăn không có cỏ mà ăn cho nên bò mà nghe hôi Củ Chi nó sợ là cho nên Củ Chi tức quá nó phải mần bò nó bán cho người ta nhớ.